Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Phan Minh Vlog. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin được chia sẻ hôm nay liên quan đến vụ án bu cục cầu voi. Qua thông tin trên không gian mạng, hôm nay xin bàn luận về vấn đề thân phận và thế lực của nghi can Nguyễn Văn Nghị. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian dài vừa qua không giải quyết được vụ án bu cục cầu voi và giải oan cho Hồ Duy Hải là lý do chúng ta chưa bắt được hung thủ. Nếu chúng ta bắt được hung thủ thì vụ án này sẽ kết thúc ngay. Nhưng không biết thế lực của nghi can này thế nào mà đến nay vẫn bật vô âm tính. Cộng đồng mạng đã soi rọi khắp nơi nhưng không có dấu vết về nghi can Nguyễn Văn Nghị này. Từ trước tới nay, suốt 14 năm ròng rã, không có nghi can nào khác, chỉ có một nghi can duy nhất là Nguyễn Văn Nghị mà cộng đồng mạng được biết được. Còn tất cả đều không có một nghi can nào mà cộng đồng mạng đã soi thấy được. Thì quan trọng nhân vật này có bắt được thì vụ án Hồ Duy Hải sẽ kết thúc nhanh chóng thôi. Bây giờ chúng ta ngược dòng thời gian trở lại năm 2008, năm xảy ra vụ án bu cục cầu voi, và suốt 14 năm qua một người mang trên đầu án tử hình, đó là Hồ Duy Hải, vẫn còn ở trong trại chưa được giải oan. Một vụ án oan sai không thể nào thi hành án được. Nhưng có một điều lạ và bất cập là chứng cứ đã quá rõ ràng nhưng các cấp lãnh đạo đang bó tay, không thể giải oan được cho Hồ Duy Hải, vẫn phải chờ đợi xem xét giải quyết không biết đến bao giờ. Đó là vấn đề bức xúc nhiều năm nay của dư luận quần chúng. Thế lực nào cũng kinh khủng thế, các vị lãnh đạo tài năng hiện tại của chúng ta hiện nay cũng phải im lặng hay sao? Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tìm lại những vị nguyên thủ quốc gia, những vị lãnh đạo thời 2008 và những các vị nắm giữ quyền lực của quốc gia thời đó là những vị nào, thì trong năm 2008 trong bộ tứ trụ đó thì có ai? Thứ nhất, người quyền lực cao nhất là Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Thứ hai nữa là Chủ tịch Quốc hội thời năm 2008, đó là Nguyễn Phú Trọng. Thứ ba nữa là Chủ tịch nước, đó là ông Nguyễn Minh Triết. Thứ tư nữa là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Đây là tứ trụ triều đình thời bấy giờ, những người quyền lực cao nhất ở thời kỳ năm 2008. Như vậy, Nguyễn Văn Nghị có liên quan là con cháu đến các vị này hay không? Và mà sao được là bao che và tổ chức cho trốn ra khỏi đất nước Việt Nam một cách gọn gàng và không để lại vết tích gì cả? Chúng ta hãy phân tích, so sánh và đặt ra những giả thiết cùng với những thông tin trên cộng đồng mạng để soi ra, tìm ra kết luận khả thi nhất, đó là ai trong bốn vị tứ trụ này. Thưa quý vị và các bạn, thông tin trên không gian mạng xã hội đều cho rằng Nguyễn Văn Nghị là cháu của bà Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, kết hợp với con của một gia đình tài phiệt giàu có nhất ở Tiền Giang. Do đó, dùng sự tác động
và thân quen của bà Trương Mỹ Hoa kết hợp với gia đình tung ra nhiều tiền bạc để mua chuộc cả hệ thống tư pháp Việt Nam, chạy án cho Nguyễn Văn Nghị và đồng thời tổ chức trốn ra nước ngoài an toàn. Tất cả dấu vết, hồ sơ lý lịch về Nguyễn Văn Nghị đã bị xóa hết, không còn tông tích gì ở Việt Nam nữa. Điều này mới tiếp cận thông tin trên thì mọi người đều cho rằng giả thiết này là phù hợp và chính xác. Nhưng thực tế thì không có căn cứ vào đâu được, và chứng cứ xác thực thì không có. Do vậy, các cơ quan chức năng không vào cuộc điều tra được. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua có một khán giả có trình độ hiểu biết sâu rộng và có sự quan sát, suy đoán tích cực, phân tích giả thiết trên chưa hợp lý và chưa đúng. Thứ nhất, phân tích thế lực của bà Trương Mỹ Hoa. Bà đã nghỉ theo chế độ năm 2007. Do vậy, năm 2008, bà không còn công tác ở chức vụ vụ phó chủ tịch nước nữa. Thứ hai nữa là trong thời gian công tác, bà phụ trách về mảng phụ nữ, văn hóa, phong trào, thi đua và các vấn đề về xã hội. Vì vậy, trong khối tư pháp, bà Trương Mỹ Hoa khó có thể tác động và mua chuộc được. Từ những phân tích trên, chúng ta loại trừ bà Trương Mỹ Hoa ra khỏi danh sách những người quyền lực. Chỉ có 4 vị lãnh đạo nhà nước mới đủ quyền điều khiển ngành tư pháp, tạo dựng ra một vụ án giả kết tội quan sai cho Hồ Duy Hải. Chúng ta thử phân tích khả năng quyền lực của 4 vị tứ trụ triều đình. Thời năm 2008, ai có đủ quyền lực và liên quan họ hàng với nghi can Nguyễn Văn Nghị trong vụ án bu cục Cầu Voi? Thứ nhất, bác Nông Đức Mạnh, tổng bí thư thời kỳ này, ông không có năng động sáng tạo, không có những quyết định đổi mới cải cách xã hội, chỉ quyết định những vấn đề là do các bộ ngành đề xuất, có thể nói là năng lực lãnh đạo yếu và ông không có liên quan vì đến đất Long An cả. Thứ hai nữa là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, ông là người quan trọng, là cơ quan cao nhất đại diện cho nhân dân, là cơ quan lập pháp, đề ra những luật pháp của nhà nước và giám sát các bộ ngành thực thi nhiệm vụ và thực hiện theo đúng pháp luật quy định. Nhưng thời kỳ này ông mới bắt đầu vào sự nghiệp lãnh đạo cao nhất, thể hiện bản lĩnh chính trị, nhưng xung quanh ông chưa có nhiều đồng minh đồng tình ủng hộ. Khi chúng ta nhìn và những ủy viên Bộ Chính trị thì ông còn lạc lõng, chưa được nhiều sự đồng tình cũng như quan điểm. Nhân dân cũng chưa thấy được lòng yêu nước, yêu đồng bào và năng lực lãnh đạo của ông. Do đó, trong thời kỳ này, bác Trọng chưa phát huy hết năng lực và tài năng của mình. Thứ ba là Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Chủ tịch thì quyền hạn, trách nhiệm quá giới hạn là một nguyên thủ quốc gia, nhưng thực tế quyền lực không có, chỉ ký những cái văn bản và những bằng khen hoặc là những cái thăng chức thăng cấp hoặc là ân xá đặc xá, chứ thực tế thì chủ tịch nước không có quyền hạn gì nhiều, không có tham gia vào nền kinh tế, mà nền kinh tế thì quyết định rất nhiều về chính trị. Do đó cũng loại trừ ông Nguyễn Minh Triết. Người thứ tư là Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông là một thủ tướng rất đặc biệt, khác với các thủ tướng tiền nhiệm. Ông đảm nhiệm
hai nhiệm kỳ là 10 năm và 2 năm quyền thủ tướng thay cho ông Phan Văn Khải về nghỉ chế độ. Như vậy, Nguyễn Tấn Dũng đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ suốt 12 năm, thật là quá dài. Quyền lực của ông rất mạnh, gần như chi phối cả bộ chính trị. Các bộ ngành đều phải thực hiện phục tùng theo chỉ đạo của ông. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông đã tạo ra một thế lực rất mạnh, không kiêng nể một ai, quyền hành của đất nước dưới sự chỉ đạo của ông. Trong thời kỳ ông làm Phó Thủ tướng, ông cũng đạt nhiều thành công về vấn đề ngoại giao tốt với các nước. Do đó, Việt Nam cũng được các nước biết đến nhiều. Nhưng cũng một thủ tướng đặc biệt nữa là trước giờ chưa có thủ tướng nào bị kiện ra tòa. Nhưng đặc biệt thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì bị kiện ra tòa về vụ ký quyết định khai thác quặng bauxit ở Tây Nguyên do ông Cù Huy Hà Vũ kiện ông ra tòa, nhưng sau đó bị tòa bác đơn kiện. Vì đây là vụ kiện con kiến mà kiện củ khoai, do đó tòa bác đơn kiện. Và những vụ tai tiếng nhất đó là vụ án Vinasin, Vinalai, và vụ án gần đây đang xét xử đó là vụ án AVG. Những vụ án này làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của nhà nước. Nhưng ông đã chối bỏ trách nhiệm, và những người nào thực hiện thì phải chịu trách nhiệm với nhà nước. Mặc dù trong vụ án AVG thì Nguyễn Bắc Sơn có khai ra là do sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng thực tế thì trên văn bản của Thủ tướng có chỉ đạo là cho Bộ Thông tin Truyền thông là xem xét và giải quyết theo đúng trình tự của pháp luật. Do đó, ông không phải là quyết định, mà ông chỉ có là chỉ đạo để các đơn vị xem xét đúng trình tự thủ tục và đúng theo pháp luật thì làm. Nếu mà làm sai thì người nào làm thì người đó chịu trách nhiệm. Nhưng thực tế một văn bản đó là ngầm hiểu rằng thủ tướng đã đồng ý, cho nên ông không nhận trách nhiệm. Trong kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 13, ông đã thừa nhận các sai lầm trong quản lý kinh tế dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng của nền kinh tế Việt Nam. Từ việc phân tích quyền lực của tứ trụ triều đình trong thời gian xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng Bưu Cục Cò Voi, cả ba ngành trong nền tư pháp cùng thỏa hiệp với nhau tạo dựng một vụ án giả tạo để chạy án cho hung thủ. Như vậy, trong vụ án này phải có sự chỉ đạo của một vị quyền lực cao nhất trong thời kỳ đó là của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và nghi can Nguyễn Văn Nghị này chắc rằng phải có họ hàng với Thủ tướng, nên đã được bao che và tổ chức trốn khỏi Việt Nam an toàn, không để lại dấu vết. Thưa quý vị và các bạn, dù thế lực mạnh thế nào thì với sự quyết tâm của đảng và nhà nước cùng với lực lượng tinh nhuệ hùng mạnh của lực lượng điều tra Việt Nam thì tôi tin chắc rằng cũng sẽ tìm ra được hung thủ để bắt đem về chịu án trước nhân dân quần chúng Việt Nam, và sẽ khai ra những quan chức nào
đã tổ chức và chạy án cho hung thủ. Lúc đấy thì luật pháp Việt Nam sẽ có đủ chứng cứ để trừng trị những nhóm người lợi dụng quyền hạn chức vụ để làm việc sai trái, dám tạo ra một bản án tử hình đối với một con người vô tội như vụ án Bu Cục Cầu Voi. Thưa quý vị và các bạn, thế lực của ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn mạnh, trong khi ông đã nghỉ theo chế độ, nhưng ông vẫn còn bảo vệ được con trai là Nguyễn Thanh Nghị, vẫn phát triển tiến thân bình thường. Trên đây là những giả thuyết và suy đoán của một nhóm người cũng chưa có bằng chứng xác thực bàn luận về chính trị và quyền lực. Thực tế, chúng ta chỉ nhìn thấy như một tảng băng trôi, chỉ biết được bề nổi của tảng băng, không thể nào nhìn thấy được bề chìm của tảng băng. Do đó, vấn đề chính trị và quyền lực đó là vấn đề tuyệt mật, không thể nào để cho cộng đồng và quần chúng biết được. Do đó chúng ta cũng phải thận trọng trong vấn đề ý kiến đề nghị khi chưa có những bằng chứng chính xác. Thưa quý vị và các bạn, nội dung chia sẻ của tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn đồng hành, ủng hộ và theo dõi video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu quý vị và các bạn nào có ý kiến thì comment phía bên dưới video. Chúng tôi sẽ tiếp thu và học hỏi thêm kiến thức về luật pháp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn quý vị và các bạn lại video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.